Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để giải quyết một số vấn đề theo chương trình công tác. Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo của các ngành liên quan, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận và thông qua một số nội dung. Đáng chú ý là về việc các dự án đề nghị cập nhật và quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, về kết quả thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, về xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa. Các nội dung liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận năm 2023, việc điều chỉnh dự toán để thực hiện chi giải phóng mặt bằng dự án bệnh viện quốc tế chất lượng cao, việc chuyển mục đích sử dụng đất một số dự án, việc hỗ trợ các ban quản lý chợ quận do ảnh hưởng chính sách miễn thu tiền sử dụng diện tích bán dự án, việc hỗ trợ các ban quản lý chợ quận do ảnh hưởng chính sách miễn thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ do ảnh hưởng COVID-19 năm 2021.